Nơi tôi đứng đây đang cách bãi đáp trực thăng khoảng 10 mét mà thôi, thưa quý vị. Và trong buổi diễn tập ngày hôm nay thì sẽ diễn tập ra hai trường hợp. Một là đưa một trường hợp cấp cứu đa chấn thương từ quần đảo Trường Sa về, và một trường hợp là bị đột quỵ. Và bây giờ chuyến bay đầu tiên, máy bay đang bay về phía cách tay tôi chỉ khoảng 1 cây số thôi ạ. Tình huống giả định cấp cứu đột quỵ cho bệnh nhân ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, cách bệnh viện Quân y 175 khoảng 60 km. Nếu đi như trước đây, qua phà và xe ô tô thì sẽ mất từ 4 đến 5 giờ đồng hồ, trong khi thời gian bay chỉ mất khoảng 40 phút cả đi và về. Đây là lợi ích đầu tiên thấy được của cấp cứu đường không, giúp người đột quỵ giành lại sự sống. Đột quỵ thì chỉ có 4 giờ vàng. Nếu mà ở vùng xa mà không kịp với xe vận chuyển bình thường về thì quá thời hạn thì không có sống được. Theo các bác sĩ bệnh viện Quân y 175, có sân bay ở bệnh viện sẽ giúp các ca cấp cứu bệnh nặng tiết kiệm được khoảng 30 phút di chuyển vì không phải ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay nữa. Đồng thời mở ra cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho quân dân không chỉ ở ngoài biển đảo mà còn cả ở các tỉnh khu vực phía Nam. Khi bệnh viện này đang dần trở thành trung tâm cấp cứu đa năng đầu tiên ở Việt Nam. Từ câu chuyện thảm họa, cứu hộ, cứu nạn và tất cả những cái vấn đề khác liên quan, và biến cái bãi đỗ này thành một cái sân bay lưỡng dụng để giải quyết cả mục đích an ninh quốc phòng và dân sinh. Đại diện quân chủng phòng không không quân chia sẻ, các tổ bay luôn luôn sẵn sàng và sẽ cất cánh sau 10 phút khi có yêu cầu hỗ trợ cấp cứu. Sau bệnh viện Quân y 175, sắp tới thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục mở rộng đề án cấp cứu bằng trực thăng tại bệnh viện Nhân dân 115, bệnh viện Nhi đồng thành phố và bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 để mở rộng khả năng cấp cứu các ca bệnh. Rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng.